Hết thì trốn nổi ngày mùng 14 tăng tăng chủ đề là ba tâm tuần nhất để sử dụng trên YouTube thì chúng ta hiện đẹp hay hiện hắn chúng ta có thể thì chúng ta có thể sử dụng nội dòng nội dòng nội sau đó chúng ta có thể tốt phụ đề của YouTube thì chúng ta tốt phụ đề có thể biết chữ bao lâu chúng ta nổi pha tam con nhặt thì chúng ta có thể nuôi phát âm tốt nhất chúng ta có thể đọc phụ đề của trên YouTube nhưng mà chúng ta học ngôn ngữ phát âm của chúng ta là không tốt nhất nên chúng ta phải luyện tập phát âm nói khi chúng ta nói tiếng Việt hay tiếng Hàn mục tiêu nông nước là quan trọng để chúng ta phải đọc hay nói chữ chúng ta có thể nói phát âm tốt nhất để nói gạo học chữ vựng cao chủ đề là quan trọng để nói về tao đồ nói chúng ta có thể trên video bằng Zoom tao đồ chúng ta có thể đọc phụ đề trên YouTube phụ đề là quan trọng thì chúng ta có thể đọc phụ đề của trên YouTube phụ đề là quan trọng để học phát âm tốt nhất sử dụng phụ đề là quan trọng tôi đã nói về để sử dụng phụ đề trên YouTube video tôi đã nói về phát âm thông nhất tôi đã nói về phát âm thông nhất hôm qua tôi đã nói vui bạn bè từ Việt Nam anh ơi làm việc quên dân đen đi cầu ca giờ anh ơi là tên anh ơi là Chuan Nguyễn Chuan đồ quê hương là
Thanh Hóa, Bồ Mè, Giang Biên, Thanh Hóa, Phổ, Viên Giang, là khoảng 5 km. Tôi đã nè về quê hương của anh ơi, Thanh Hóa là gần Hà Nội. Tuần là 30 tuổi, 30 tuổi. Hôm qua chúng ta đi thành phố, hôm nay tôi đang nói về bắt đầu tuần nhà và giảng viên. Ai làm việc ở Hàn Quốc sống bao mà mô người bằng tôi đã sử dụng hai chữ chọn để luôn thấp các tầng thu nhận và sau đó đang lên là ít thứ để theo dõi sự tiến bộ tiến bộ bách ngày giúp chúng ta học phát âm học sắc phát âm chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để luân thạo và cải thiện là rộng mở âm chữ cũng như phát âm của chúng ta thảo luyện tập trường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất và việc sử dụng video trên YouTube là một sự và để từ đấy thì tham gia và các hoạt động trao đổi năng lực trực tuyến bản thân phát âm là rất quan trọng. Việc của môi trường nói luôn không chỉ giúp đỡ giao tiếp phổ thông mà hỗ trợ ăn chua cho vô người nhé. Tôi đã có anh em tích cực kỳ thức khăn đều các cái mà tôi tin rằng mỗi sự kiện chỉ chúng ta có thể cải thiện và tạm qua mình cam kết hay tiếp tục luôn thảo và thông chuyện các phương như sản của tệ phật chỉ kỹ năng ngôn ngữ của chúng ta. Đúng.